trong nha. Thì đây mình sẽ review cho anh em một cái dòng máy hút bụi và rất là chạy của Makita. Đây là cái phiên bản DCL281. Thì mẫu này á, nó nổi bật với cái động cơ không chổi than và một cái nữa là màng lọc HP. Thì xin mời anh em sẽ cùng mình xem sản phẩm nhé. Đây là cái phiên bản mới trong hộp, thì mình sẽ mở ra. Bên trong là bao gồm thân máy nha. Ngoài thân máy ra thì còn có đầu nối dài và một số cái phụ kiện. Cái Makita DCL281 này á, thì nó sẽ thích hợp và sử dụng với pin chính hãng của Makita. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng pin 5 chấm này, hay là pin 5 chấm, hoặc là các bạn có thể sử dụng pin 3 chấm, tức là 3.0 AH á. Thì các bạn, thì loại này á, nó có 3 chế độ tốc độ. Khi mà các bạn khởi động á, này, số 2 này, số 1 này, số 2, số 3. Điểm nâng cấp của cái sản phẩm này so với phiên bản 2180 và 182 đó là nha. Thứ nhất là nâng cấp về động cơ, sử dụng động cơ không chổi than, hay gọi là động cơ BLDC. Đây, động cơ không chổi than. Cái công suất hút mạnh hơn và cái độ bền của motor nó cũng bền hơn là cái động cơ thường nữa. Và cái thứ hai á, là nó sử dụng một màng lọc HEPA. Đây, các bạn có thể coi những cái màng lọc HEPA nha. Đây, màng lọc HEPA. Màng lọc HEPA này thì nó có khả năng lọc được cái bụi rất là mịn, tức là những cái bụi mịn này, như bụi phấn, bụi bàn mi da hay là bụi máy khoan tường, khoan gạch bê tông á, thì nó có thể lọc được để cho nó ngăn chặn cái bụi nó vô trong bộ phận hoạt động của cánh quạt của motor, làm cho hư hỏng motor á. Thì cái lọc này nó có tác dụng như vậy. Ngoài ra ở đây nó còn, ngoài ra nó còn có một cái lọc vải nữa, lọc vải bên ngoài nữa đó, nguyên bộ nó vậy. Cái điểm nâng cấp thứ hai mà mình rất là thích ở cái phiên bản này đó là sử dụng một cái hộp bụi rất là, nhìn nó rất là sang chảnh và rất là trong suốt, và cũng như cái độ dày của nó bạn coi này, nó khá là dày dặn. Ở đây có ghi chữ Makita BL Motor. Các bạn ráp vô thì khi mà hút bụi thì các bạn sẽ hút đầy vô trong cái hộp này. Các bạn đầy vô trong hộp này, trong đó các bạn chuyển tháo cái hộp này ra thì các bạn đem đi đổ. Thì điểm cải tiến nữa đó là nó sử dụng cái đầu khóa này. Cái đầu khóa này thì các bạn có thể sử dụng đây. Đó, để khóa vô để nó tránh bị chảy xước cái này này. Giống như mấy cái phiên bản mà không có cái khóa này thì các bạn khi mà mở ra mình quay thì nó sẽ bị chảy xước. Ở đây thì là cái bàn hút này để các bạn có thể hút sàn nhà đó, sàn nhà hay là phòng hút ấy thì gắn vô thôi. Còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn hút kẹt tủ, bàn, kệ gì đó thì các bạn gắn cái đầu này vô. Ngoài pin chính hãng thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái pin đóng nha, nhưng mà các bạn nên chọn những cái chỗ mà uy tín để đóng cục pin sử dụng cho nó bền. Có một cái thông tin đó là những cái máy của Makita 18V này á, họ thiết kế cái chân như vậy này. Cái chân này vậy thì những cái pin Trung Quốc như Macan, Hukan hay là mấy cái pin Penang hay gì đó thì mình gắn vô thì nó không có chạy nha, nó vừa này. Nhưng mà bấm thì nó không có chạy. Các bạn sử dụng pin đóng hoặc là pin chính hãng thì nó sẽ sử dụng được. Đây, cục này cục 5.0 AH và sạc. Cái này là sạc zin SD, sạc chậm 18V. Thì nguyên một bộ này nó giá nó khoảng, nếu mình nhớ không lầm thì như máy là khoảng gần 3 triệu cục sạc với cục pin nữa. Thì tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể sử dụng pin đóng hoặc là pin chính hãng cũng được. Những cái thông tin về sản phẩm thì mình sẽ để ở trong cái phần mô tả nha, để cho các bạn tham khảo. Một cái điểm hay nữa đó là cái phiên bản này á, là nó không, mình không cần phải phải bấm và giữ công tắc để cho nó hoạt động. Đó, mình bấm đây là tự nó hút
luôn, không cần phải dưỡng gì hết, nó tự nó chạy.